Hello, xin chào mọi người quay trở lại channel của mình nha. Đấy, hôm nay thì thời tiết cũng khá là đẹp. Đấy, bây giờ thì đang là chiều tối rồi, 5 giờ rồi các bạn. Đấy, mình đang chuẩn bị nấu cơm, nấu thức ăn các bạn nhé. Thì cơm thì mình đã cắm rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ nấu thức ăn và làm rau rồi các bạn ạ. Ok, hôm nay thì nhà mình sẽ ăn rau diếp này xào với này tỏi các bạn nhé. Đấy, còn một ít cá rán với này ít tép. Đấy, lát mình sẽ là xào cái ốc này lên ăn các bạn này. Rất là ngon các bạn nhé. Tí mình sẽ xào đây mình ăn. Xào mẹ hành với xào với ớt các bạn nhé. Okay. Qua cái chảo này để mình xào rau các bạn này. Đấy, nhà mình xào sẽ bằng cái mỡ lợn này các bạn nhé, không xào bằng dầu. Xào mỡ lợn này vừa sạch này ngon các bạn ạ. Đây, bây giờ mình hát xào xào các bạn nha, mình hát xào rau trước các bạn ạ. Thank you.
Okay, bây giờ mình đã thái thêm quả cà chua vào đây. Đấy, ok, mình đã thái xong cà chua rồi các bạn này. Thái cà chua vào xào cho ngọt các bạn nhé. Đấy, cho ít mắm vào cho thơm ngon này. Ok rồi, mình sẽ cho rau vào xào các bạn nhé. Mình đã cho rau vào rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình đảo lên cho nó chín các bạn nhé. Đảo lên cho nó tái tái rồi mình sẽ nêm nếm bột canh thì chín các bạn nhé. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ ủ cho một canh vào.
ok rồi các bạn ơi, mình đã xào rau xong rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ bật bếp 2 và mình sẽ xào xào ốc các bạn nhé. Mỡ già lên rồi thì mình sẽ cho hỗn hợp của hành này, ớt này, dừa xả vào các bạn nhé. Ok, phi thơm rồi mình sẽ đổ ốc vào. Mình sẽ cho ít mắm vào các bạn nhé. Một canh. Đấy, một ít hành lên. Ok, giờ chỉ đảo đèn lên cho các bạn.
tuyệt vời như các bạn nhé. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ thu dọn các đồ đạc ở trong cái bếp là mình thôi nhé. Sáp ong, sáp ong nhưng mà ong ngâm thế rồi không giống như đấy, cái này xin khác đấy. Đấy, ok các bạn ơi, thế là mình đã xong nấu cơm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chất nồi nước, các bạn cùng theo dõi mình nhá. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi xuống bếp nhà mình. Mình sẽ chất nước bằng củi các bạn nhá. Đấy. Ok. Ok. Đây là trong cái bếp nhà mình các bạn này. Đấy, nó hơi một tối một tí. Wow, đây mình sẽ để máy quay ở đây rồi mình sẽ chất bếp bằng trước tiên thì mình sẽ đi mình lấy ấm nước các bạn nhé. Ok, mình đã lấy xong nước rồi các bạn ơi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vào mình chất. Bếp của mình, nhà mình là cái bếp cách kiềng ba chân các bạn nhé. Đấy, ok các bạn ơi, bây giờ thì để mà chất được một cái bếp củi thì mình sẽ cho lấy vào các bạn này, lấy vào trước các bạn nhé. Đấy, ok các bạn ơi, chất bếp củi này là cũng là cả một cái nghệ thuật đấy các bạn ạ. Đấy, nhà mình có một cái chú mèo đen các bạn nhé. Đấy, ai mà không biết chất bếp củi này thì không thể chất được các bạn ạ.
Đấy, nhà mình rất là nhiều củi này các bạn nhé. Đấy, cháy rất dễ luôn các bạn này. Đấy, lửa cháy bùng rất là to rồi các bạn này. Với cái lửa cháy to thế này thì chỉ một lúc thôi là ấm nước sẽ sôi các bạn nhé. Đây, ok các bạn ơi, thì mình sẽ để ở đây cho nó tự cháy các bạn nhé. Đấy, cho nó tự cháy. Bây giờ thì mình sẽ lên nhà mình ăn cơm các bạn ạ. Vâng mẹ, mình ăn cơm đi. Vâng, chết cho nóng được.
chua vào cho nó đỏ thế, cần chua mình. Cái này giống mình. Đây là trồng riêng tí coi như thế. Anh lý. Và nhiều phần gà ở dưới rồi. Dạ. Trồng cây cả năm. Coi chúng ở dài dài cho phân gà. Không, cho để dài và trồng chỗ sát cái muống cây cải thu ấy. Trồng nó sát vào cây bắp cải mai mai phá đi này. Mùn vào đấy để cho cái chỗ đấy nó dài. Ừ. Cả năm nó quanh năm luôn. Cả năm luôn. Nó to. Cáp ở dưới, cái này trồng đất rồi, cái gì bắp thế, hả? Thùng cái gì bắp thế, đấy là nhiều lắm. Thế nhưng mà bạn ngâm trẻ ra, ngâm một cái cũng to à? Ừ. Giờ ông cũng uống đấy, ngâm đấy, còn khác gì không? Dùng dầu ổi vậy, thì ông cũng vậy hoa quả. Đằng sau 10 cái ổi trồng. Cái này con bỏ cái bột cho chua cho nó mềm. Quên. Con cái này. À, cái này giảm cái chua. Cái này có nên không giảm cái chua. Sao xả ớt. Ớt thì nó mềm. Cho 12 cây chè. Mình làm nước chè xanh. Ừ. Một lát chè. Giờ mới biết có được 2 xào, 3 xào. Không biết mình được không? Đang nói ra ngoài kia biết làm cái gì mà. Đi công ty hết. Đi công ty. Nhưng mà trong này cũng chứng hơn khoáng thứ hai là do quá. Chặt, gạo ghép trước. Nước. Như ra ngoài kia cách nhà với cây đó. Cách cái chỗ cũ với cây đó lâu ra như khu mới mua khu mới nên xa lên phố ra cái đường ấy đó đường xanh đèn đỏ chưa đến thì xanh đèn đỏ nếu mà đường chính chưa đến thì xanh đèn đỏ như gì nhỉ? Cái rau thơm của nó mang nữa đi ăn. Mà nó bún là này. Bún cá. Dạ sáng mai hai con bún cá. Tiếc nhỉ. Nhằm hết rồi. Từ xưa này. Tụng chẳng mất. Đấy nóng lắm. Nó có cái keo. Đấy. Sau cũng còn vườn cây keo lâu nhá. Phong nữa. Thế thì tên giận. Cộng lắm. Ăn của anh hảo. Chủ được nó bao nhiêu tiền, sau này dịch giá thành đen.
nói tiền giờ nó những cái của nó tặng mang về, nó mở cái chỗ cũng góc cái đường lên đấy, nó mở cái quán hải sản ăn uống. Nó kêu cầu bảo vệ nếu ban ngày, nhưng mà mình không làm được. Phước ngày làm ngày Phước không làm được, cũng được có cá làm ngày Phước thì mình nhiều công việc lắm, mình cũng như này người ta thế thôi. Nó bảo là nay mai thằng nào nó mới về đây bảo mới thắng, mà hai anh em mình phải thầu thì ca kíp nó còn có cái thời gian nữa. Giờ từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mà. 3 triệu rưỡi bạc bẹt mặt thì anh chủ đếch nó có lương đâu, 4 tháng này đã giảm lương đâu. Nên là trượng nghỉ đi trượng mà chú con đặt mới em nghĩ em ông bà với em mà làm sao 7-8-10 triệu đi lâu không đi được đấy. Thế thì người rồi mấy giờ ruộng với ông bà với này làm nhặng đầy việc cứ nhiều việc đâu. Nếu gần đây thì mình kết hợp với trước thì tôi sẽ đồng gia đồng bào gần nhà. Ừ đúng rồi, mai sáng mai này đưa ông đi khám ai cũng còn cái cá ông ở ông tầm thì nhảy vẫn chưa già. Ừ. Giờ lại thế này chú như nào, sao anh nghỉ? Ồ, chưa đến năm Covid nhỉ? Giờ hoàng hoàng vẫn chưa được. Chết âm tính nó mới cho làm nhỉ? Trên đấy nó cũng chặt dưới này, nhiều khi người ta không khai báo ở dưới thì cứ hô hoáng cho người ở nhà đẹp không mất tiền. Cơ quan đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, dân tình đây thì nó nhiều bằng dính khối bên đây đúng rồi. Tôi nhà tôi này đến giờ là đảm bảo tất cả là chưa thấy gì, ông bà không có cổng suốt cái chưa hạn chế đấy, ra cái là chìa khóa mở là ngồi xa ra rót nước uống, không có cái việc gì làm luôn thì con đi về thôi, xách nước thì quét nhà xong rồi về. Với mình cũng bận chứ, mai đi khám không bắt đầu lại về này, mình giờ đi dọc mua múa mất bốn tuần làm ai lại chế đáp. Từ cách từ khóa nó rét. Năm ngoái thì mình có tiền thuê phải công, năm nay thì chẳng lấy. Thế rồi. Ừ, thế tôi về tới nhà tôi chưa uống giờ tôi bảo cậu cứ ở trên thấy ai và chồng cũng tăng đại lý ấy thì mẹ đi đẹp và ăn tháng được vài bốn chục. Nhưng mà cái giống có tiền cái thì nó cũng muốn là mở rộng, cũng muốn là mở mang. Nhưng mà nó đen là nó bị dính ngay. Chứ nó làm bài bản lắm, nó ít tuổi nhưng có kinh nghiệm tốt đấy. Không giỏi. Bây giờ về nó cũng quẩy cái cơ kiểu giờ nó lại mấy cái hồ cầu chứ. Xoài gác từ cũng được câu một cái hồ của nó đầu tư mấy trăm ấy. Đúng rồi, trăm hơn chục cân bị chép. Câu cứ một công bo là 200.000, câu năm nào nó câu còn 10-12 cân. Ai chưa, nhưng mà vừa rồi nó thả cái cá đuôi ấy có thằng nó ngại câu 300 tiền. Thì đấy, cái thằng câu được 13 cân cá rô phi, nó lại được thưởng
và thứ gì cũng phải 2 cân. Là phòng giờ họ chọn đủ, họ chọn hay Covid được về. Mình thấy cái giờ nó mở cửa hết, mà thế giới mở cửa hết. Nhưng mà nó bị tiêm rồi gọi, tử vong cái tỷ lệ ít nhẹ. Quân sáng nay với Hà Nội về. Chủ nhật có con thỏ ăn nuôi được về cái rượu bổ hiểm ở Hà Nội thì trùng trong ra 2 ngày rồi. Thế thôi, chồng cường gạo đi từ bố thôi cái. Đi lắm người mời về bố mẹ đi đi lại lại đi. Trong trong lúc chơi trong cái thời gian của bạn. Thế thôi ăn cơm đi, cơm đi làm nhé. Đấy cái ngồi đấy, trong nhìn xuống trong bắt đầu hôm qua chỉ thức như là bấm rõ đi rõ bác không ai ngồi em mà đi cái nối cuối nhìn rõ đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ mình ăn cơm xong rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì mình sẽ xuống xem cái nồi nước với mình đun cho xem nó sôi chưa các bạn nhé. Ok. Đây thời tiết rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rồi. Củi của mình vẫn đang cháy các bạn này. Đấy, nó cháy bé thôi. Đấy, mình đã làm cho củi nó cháy to lên rồi các bạn này. Đấy, một lát nữa sẽ là ấm nước sẽ sôi nhanh thôi các bạn nhé. Mình chất nước sôi này cho nó sôi lên để mình nấu cơm, luộc rau rồi là làm những cái gì ở bếp ga để cho đỡ tốn ga các bạn ạ. Đun nước cho nó sôi nhanh ấy các bạn nhé.
lửa cháy rất to luôn các bạn nhé. Mèo ơi mèo, mèo đừng đi đánh tuét bít.
là cháy rất là to luôn các bạn này. Ấm nước của mình sắp sôi rồi các bạn nhé, đang reo ni ti rồi các bạn ạ. Nửa to chưa các bạn này, đang gieo to các bạn nhé, sắp sôi rồi các bạn ạ. Nóng toát hết mồ hôi rồi các bạn này. Bây giờ thì cũng đang là chớm hè rồi ấy, nên là thời tiết cũng khá là nóng các bạn nhé. Nó vẫn pha một chút lạnh lạnh nhưng mà cũng nắng rất là to rồi, chảy mồ hôi rồi các bạn ạ. Nên là mình ngồi trong cái bếp lửa này thì thấy cảm thấy nó không nóng như được như mùa hè nhưng mà nó cũng khá là nóng, toát hết mồ hôi các bạn nhé.
Đấy, ok các bạn ơi, thế là cái ấm nước mình đã sôi rồi các bạn này. Đấy, ấm nước mình đã sôi rồi, mình bây giờ mình sẽ dập củi đi các bạn nhé. Đấy, mình sẽ dọn dẹp cái bếp củi này đi, tại vì để nó ra thì nó sẽ cháy mất cái bếp các bạn nhé, không cẩn thận nó sẽ cháy bếp, nên mình sẽ dọn dẹp đoàn hoàng sạch sẽ các bạn nhé. Tại vì bếp rất là nhiều đồ ấy, nên là đồ dễ cháy ấy, nên là mình cẩn thận, mình dọn dẹp sạch sẽ đi. Ok rồi. Đấy các bạn ơi, mình đã quay video vlog của mình một buổi chiều, mình dọn dẹp nấu cơm rồi chất nước rồi các thứ đấy, rất là hay các bạn ạ. Đấy các bạn, bây giờ thì mình xin dừng video ở đây thôi. Đấy, video này cũng đã quá là dài rồi. Đấy, các bạn xem video mình thấy hay thì ấy, like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình ra thêm nhiều video hơn nữa để cho các bạn xem về cái những cái vlog của mình làm mỗi ngày. Đấy, bây giờ thì bye bye các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Đấy, rất nhiều clip còn hay hơn nữa các bạn nhé. Ok các bạn ơi, bye bye.